hả, bút cho anh cầm một cái vỏ hoa luôn á hả? Chở đúng rồi, ô anh chờ chở trái cây hả? Là anh tặng cho ai vậy? Tặng cho bác sĩ. Ra bác sĩ nữa cho trùng hợp với tôi nữa trời cái sao? Ok. À, nhai qua bên hàm bên kia coi. Ở lại nhiều bác sĩ quá. Hi, Minh Dũng xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Dũng tới Dung Anna cũng để kiểm tra lại răng và sau đó là cũng tặng một ít quà cho bác sĩ. Thì ngày hôm nay vô tình gặp được anh Thái, kênh Tôi Người Miền Tây. Đó, trời ơi, cái kênh của ảnh thấy là quá trời người đăng ký luôn và rất là đang hot ở trên mạng. Cho nên là Dũng móc cái máy ra, Dũng quay liền. Dạ, anh Thái biết em không? Mới biết hồi bữa hôm mới đi vô. Hôm bữa mới đi vô hả? Hôm bữa. Ủa là hôm mày răng cùng với nhau hay gì? Có không? Có gặp em không? Hôm học ngày đầu tiên. À, hôm học ngày đầu tiên. Hôm đó là anh gánh răng. À. Hôm đó là anh Thái mài răng. Trời ơi. Đây, nắm tay. Đó. Đó. Là ba anh em tụi tôi là coi như là gặp nhau à, ở trong cái môi trường là nha khoa. À, anh Thái cũng đi làm răng luôn hả? Trời ơi, đâu đó em coi. Trời ơi, cười quá trời đẹp luôn. Rồi anh làm 10 cái trên 10 cái dưới hay sao? 10 trên 10 dưới. Giống em cũng 10 trên 10 dưới nè mọi người. Đó, răng ai nấy cũng đẹp hết trơn. Trời á, trời. Ủa, tuyệt đại hội răng luôn. Sứ hay gì? Hả? Đại hội răng sứ hay gì? Đại hội răng sứ thì sao á? Rồi hôm nay anh tới làm gì vậy anh? Kiểm tra một lần nữa là vô rồi. Dạ, kiểm tra lần nữa để coi như có bị còn nó giống em luôn. Trời ơi, hôm nay cũng em cũng tới coi như là coi làm sao để mà coi như là chỉnh lại đó. Rồi anh thấy ok chưa? Quá ok. Rồi bây giờ ăn uống là coi như là được rồi đó. Đó, để lát đi kiểm tra răng. Đây, quay đi cho mỏi tai quá nè, quay qua lại nè. Kiểm tra răng rồi xong là coi như là ổn định rồi phải không? Giống em đó. Đó, răng cỏ của em đi. Cần đổi chỗ cho ngồi sát bên nhau không? Kiểm tra chưa? Đó, em kiểm tra rồi. Kiểm tra rồi. Trước anh á, hồi nãy anh à, là hồi nãy anh bước vô hả? Bước vô anh cầm nguyên một cái vỏ hoa luôn á hả? Đúng rồi. Ô anh chờ chở trái cây hả? Là anh tặng cho ai vậy? Tặng cho bác sĩ. Ra bác sĩ nữa cho trùng hợp với tôi nữa trời. Cái đồ này của tôi nè. Hôm nay cũng tới. Là em đem cái tấm chân tình của em tới tặng cho bác sĩ. Thì ảnh cũng vậy luôn. Hình như là có duyên. Anh ăn tấp mỡ của em. Nhưng tấp mỡ em tự làm. Nhai thử coi. Bây giờ mình test luôn. Trời, vấn đề gì đâu. Đó. Mình test là mình nhai được chưa? Rồi thèm quá em. Ok không anh? Đó, ngon đúng không? Nhưng mà vấn đề là quan trọng là anh nhai được chưa nè. Ngon quá ok rồi. À, nhai nó có bị chậu qua chậu lại đúng không? Gắn rồi là về là làm liền. Tại vì á cái lúc đầu á là em trước đó mấy ngày em cũng cố gắng thì em ăn nó cũng bị chậu quá chậu. Người ta mới ăn có một miếng tấm mỡ anh dừng xíu đi cho ăn 2-3 miếng cho đã ghiền nó đi. Ờ đó, ta tiếp nè đó. Anh chiếc cái miếng giòn ăn coi nó làm sao. Ok. À, nhai qua bên hàm bên kia coi. Ở lại nhiều bác sĩ quá. Đâu đâu luôn. Tại vì mọi người biết không? Tại vì khi mà Dũng tới đây Dũng làm răng thì được bác sĩ tư vấn rồi cũng nói cái kiểu mà vậy cho nên là Dũng bị nhiễm chút xíu á mọi người không? Đó. Nó như là có chuyên môn. Có chuyên môn một tí xíu. Đó, nhai qua nhai lại có mọi người thấy không? Sẵn có tấm mỡ của Dũng ở đây, ảnh vừa làm răng xong một cái là xuống có một cái luôn. Ờ, để thử nghiệm luôn rồi đó. Cho miếng nữa ăn nha. Nè, em ăn xong em phải nhờ anh Dũng xếp qua để đem đi đi chơi ông này thấy chưa? Thôi em tặng ảnh mũ này luôn đi Dung. Đi cho ông anh ta miếng được rồi. Thấy chưa, bắt đầu là đem về ăn cho trai nha. Không phải, tại thấy ảnh ăn ngon quá chứ ưu tiên cái gì trời. Đây, còn nguyên. Nguyên luôn hả? Thôi, xuống này được rồi, này mình đi kiếm chuyện thì mình ảnh đi. Thôi, có gì đâu. Này em cũng đem đi ăn không ạ? Thầy tặng cái thủ ăn rồi, nó cười. Vậy đó hả? Dạ, cái này. Thôi, đây. Đã được, dữ vậy đó. Có quà đó. Ừ. Dạ, tấm mỡ của em đó. Tấm mỡ của em. Em làm bằng tất cả cái tấm chân tình của em. Trong đó, em phải nhắc lại nữa, trong đó có máu, mồ hôi, nước mắt. Này ơi, có máu, trời đất ơi. Có máu. Có miếng nữa. Dạ. Trời ơi, sao các bạn? Thì không, anh cứ ăn đi, nó ngon, anh nhờ vậy nó mới ngon đó. Trời ơi. Đó. Nói chung là anh ăn tấm mỡ, anh nhai rồi thấy trọn vẹn ha, không có bị chào qua chào lại ha.
Ok rồi, trời ơi, vậy là quá tốt mọi người, thấy không? Sợ nhất á, ảnh sợ nhất là làm răng tâm ăn một lượt. Cái lúc mà ổng đi lên cái nhà y như anh Dũng vậy đó, cái tối ngày trời có ăn được không vậy, làm xong có ăn được không vậy. Xong trước khi làm răng nha, còn gọi đi mọi người, nói em á là cho anh gọi về cho mẹ ăn được không? Anh, lần thứ ba em mới dám ngồi lên cái ghế đó đó. Vậy đó. Tại vì trước lần thứ nhất các em cũng bị mông lung á, em sợ. Rồi xong lần thứ hai rồi em cũng nghe người ta nói cái này cái kia, cái này em cũng dám. Đến khi mà được sự động viên của nhiều người nói trội làm răng đi đẹp lắm như thế này như thế kia, rồi cuối cùng em mới quyết định em lên em ngồi. Mà tại vì á, lên trển này nghe cái tiếng máy nghe rè 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 rè, các em bị nổi da gà ở lóc à, sợ cái cảm giác đó. Mà đáng gì còn mài răng nữa nó vô đó bông, nhưng mà cuối cùng là cái cảm giác là sợ bị đau, nhưng cuối cùng là không có đau mọi người. Là nhờ có thuốc tê rồi sự chờ chăm sóc chu đáo tận tình, đúng không anh? Đúng đó, cho nên mình cảm giác phần nào nó cũng được thoải mái. Đó. Có bài chủ ở nắm tay. Có bài chủ nắm tay chủ về. Nói đây có anh nào có chủ bước có đúng không? Vô bài chủ về là biết tâm rồi xong đẹp liền đẹp liền đẹp liền. Ủa quen Thái đâu vậy? Tán giác An Giang hả? Đi Châu Đốc đó. Ngay Châu Đốc luôn hả? Châu Bà. Đi Châu Bà đi đâu nghe? Châu Bà là nhé chứ. Không, để bữa nào về là phải xin số anh. Để bữa nào xuống dưới có gì đó là gọi điện cho anh, là anh dẫn hai anh em mình đi quay YouTube. Tại kênh em thì nó cũng hơi yếu anh. Kênh em thì chỉnh chuẩn vlog. Nó cũng hơi yếu. Có 28 phẩy mấy ngàn người đăng ký thôi. Nói 28.2 miểu gì đó. Đó. Thì em muốn em kiếm nút bạc khó quá. Nó đã nhờ anh được kiếm được tôi vui, được dung dân dung dẻ rồi đó. Quen như đây nhiêu ạ? Em ba mấy ngàn, bữa nay chắc được 36 ngàn. Đó, vậy là cũng quá quốc rồi. Làm sao tôi đó mà ba mấy ngàn? Có thời gian em bỏ. Đúng em rồi, bỏ, em bỏ. Em bị giống như kiểu mình vừa học không biết quay gì nữa rồi mệt mỏi á. Sau này bắt đầu mới làm lại. Đó, hôm nay vô tình gặp được anh thì là vui. Nói chung ở trên này thì nó khó có cái nội dung. Còn về quê nó cũng nhiều lắm. Dạ. Hôm nào về An Giang tháng đi. Trời. Anh đi dẫn đi ngoài mệt mỏi luôn. Về An Giang một tháng. Trời ơi. Đi, hôm nào anh với em đi. Ok. Ừ. Bắt tay đàng hoàng, nghe hứa đàng hoàng nha. Ai làm cho bà trên đây bà vô. Bà sắp sớm hết, có người làm. Mấy tháng rồi đó. Sáng đi chiều về. Không, sáng đi chiều về không nổi đâu. Hồi nãy anh hứa rồi, cắt cho em mấy con đất, cắt cho em cái chòi kế bên. Chòi kế bên. Nói chung là anh có làm mới anh cười hoài luôn. Hai mình tự tin cười nè. Quay vô nè. Quay vô nè. Hai quá. Đi ăn để test cái răng đó. Trời ơi, test chi, test như món ăn, test tất mỡ được rồi. Trời ơi, mời còn đi ăn đi. Tất mỡ là mấy okay rồi, mấy không? Anh em mà nhai rồi ok lên rồi nha. Để anh về nhớ là coi như là răng cỏ mình á, mình cũng đừng có ăn đồ thịt gà đồ hay là cái gì đó. Ăn bình thường nhưng mà đừng có giật đừng xé, có xé nha. Đừng ra, có cắn càng cua thôi. Đừng cắn càng cua thôi. Đừng cắn càng cua thôi. Cắn cái càng khác được. Cắn khác cũng khó lắm à. Vui quá mọi người ơi, hôm nay được gặp anh tôi người miền Tây đúng không? Tôi người miền Tây thì là quá vui rồi. Mọi người ơi, nhớ nha, mọi người đăng ký kênh của ảnh thì cũng đăng ký cho kênh của Trịnh Minh Dũng Vlog cũng giống như là Dung Dân Dung Dẻ nha. Để cho mặt kênh của em nó lên kìa, ảnh kìa. Trời ơi, nó giống như ma vậy đó mọi người. Em nói thiệt luôn. Em đang nói vậy thôi chứ em đâu có nghĩ là anh đang xuất hiện ở lưng lưng nó đi. Mà anh ngồi nói chuyện với tôi về xong ở trên đó lưng lưng nó đi rồi nữa. Ai đâu có biết. Đó. Đi trong lòng con bán nó khác. Cái này anh đang quay về gì vậy? Mùa nước nổi thì có cá đồ ăn nha. Nhiều lắm. Trời ơi, đã thiệt. Ở dưới miền Tây là có rất là nhiều đề tài để mình quay luôn. Đúng rồi. Chắc bữa nào về với ảnh bữa. Hôm nào mình đi. 2-3 ngày rồi đó. Vậy đấy, có tấm đồng cho biết chứ ta. Tấm gì anh? Tấm đồng. À, tấm đồng. Nhảy sông hả? Nhảy sông đó. Thôi. Chưa còn, nhảy sao vô. Em thử nước ăn thôi. Không sao á, nước nghe này à. Vậy hả? Nước ngang ngực cần nhiều đó, luôn. Trời ơi, tôi không có biết bơi đâu ấy. Không nha. Sao, ngang ngực mà anh phải cho bao nhiêu là coi như 2-3 người bủa dây em á, để mà lỡ có chuyện gì là có nhố em đó. Chứ trời em sợ lắm, em sợ sông nước lắm.
rồi một bên đi. Ok nha cả nhà nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh của Trịnh Minh Dũng Cây Đốc. Rồi cảm ơn anh Thái.